vỏ luôn anh chị. Dạ, còn nguyên một cái vỏ cá luôn nè các bạn. Nguyên một số cá luôn nè. Ba này chắc mình bán cho phóng sanh hay chị? Dạ. Cái lần cái này là mình bán nhiêu ký chị? Ba. Còn là... dạ. Dạ. Cái này tâm xong luôn hả chị? Tâm xong. Dạ, một ngày bà bán có 80 vé. 80 vé, rồi được 80 ngàn. Dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 90. 90 tuổi. Ồ, bà 90 tuổi luôn hả cô? Nhìn bà rất là khỏe luôn nè các bạn. Nhưng mà cũng phải có phụ cái cây gậy. Gãy giò. À, bà bị gãy giò. Xe dạ. Đụng hồi đó gãy. Xe đụng. À, là bà đi bán vé số bị xe đụng. Sống với thằng con trai 40 tuổi mà giờ cũng bị tai nạn, lịch xịt ở nhà mất trí luôn. À, là anh là nó 40 tuổi rồi. À, anh có gia đình gì không bà? Không, ai thèm vụ đó. Dạ, là anh bị tai nạn rồi bị mất trí luôn. Rồi là ở nhà là bà phải chăm sóc nữa. Dạ. Sáng đi bắt đầu cơm để nhà cho nó chứ không. Dạ. Sáng đi bắt đầu cơm để làm. Dạ. Không biết bắt là tôi ở dạ. Bà ơi, con có số tiền 200.000 nè. À, số tiền này là của cô Út ở Mỹ á. À, con thay cô Út gửi tặng cho bà nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chứ con không lấy vé số. À, đây là số tiền của cô Út ở Mỹ. À, em thay mặt cô Út gửi tặng cho chị nha. À, dạ. À, chị tên gì? Tên Tâm. Chị Tâm. Dạ. Nhà chị ở đây luôn hả chị? Dạ, nhà em sau lít bệnh viện. Dạ. Rồi, em chúc chị một ngày mới vui vẻ nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của em. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị các bạn ở video ngày hôm nay. Hôm nay em xin mời tất cả các bạn cùng em đi khám phá chợ Gò Dầu nha. Đây là ngôi chợ Gò Dầu nằm trước quốc lộ 22B nè các bạn. Nhìn cái cổng chợ Gò Dầu giống như là một cái cổng thành. Mình đi vô một đoạn khá là xa thì sau đó là mới tới cái nhà lồng chợ Gò Dầu các bạn. Và bây giờ xin mời chúng ta cùng theo dõi video ngày hôm nay nha. Các bạn, ở đây là cái con sông Dàm Cỏ Đông nè các bạn. Ở phía sau chợ Gò Dầu thì ở đây em thấy có cái khu chợ cá rất là nhộn nhịp luôn. Và ở đây có những cái xuồng ghe của người dân làm nghề đánh bắt cá ở trên con sông Dầm Cỏ nè các bạn. Thì ở đây em xin phép chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sông nước của bà con ở đây nha. Này, cái cá này là mình đặt ở đâu chú anh? Đặt dưới sông. Dạ. Năm nay có gọi là nước đầu nguồn chưa anh? Không. Năm nay có gọi là nước lũ á. Đồng xuống nhiều chưa? Chưa, bây giờ chưa xuống. Dạ. Ồ, anh xúc cá quá trời luôn nè các bạn. Trời ơi, cá nè. Cá rô này là ở dưới sông Dầm Cỏ này luôn đó hả anh? À, dạ. Này lên ruộng mới có. Trên ruộng ha. Vậy hiện tại là trên ruộng có nước rồi hả anh? Nước lớn rộng vậy đó. À dạ. Mình vẫn bơi xuồng được ha. Rồi mình dắt lên. Cá này các bạn. Đó. Quá trời luôn. Mình loại là trên đầu gối chưa anh?
nước mấy chạ đồng nước xếp rồi. Dạ. À, ở đây là cái này gọi là cửa ngục hay là xà di anh? Dạ. À, lú rồi kêu cửa ngục. Dạ. Thì ghe của anh là mình đặt bao nhiêu cái? Thì 60 cái. 60. Dạ. Để mà thăm 60 cái cũng mất rất là nhiều thời gian ha anh. 3 tiếng. Dạ. Ồ, nguyên một cái vỏ cá luôn nè các bạn. Ồ, nguyên một số cá luôn nè. Quá trời luôn. Cá này là có quanh năm hay là chỉ những tháng gần đây mới có anh? Dạ. Ồ, cái này mình mang lên chợ mình bán ha. Mình bán lẻ hay là mình sang lại cho lái ha? Sang lại. Dạ. Hay là mình sống trên ghe xuồng gì quanh năm luôn hả? Dạ. Cũng cuộc sống vậy nó cũng thiếu thốn, cũng cực khổ quá anh. Bên. Dạ. Còn nguyên một số cá luôn nè các bạn. À, phía trên bờ thì mọi người ngồi bán cá ở trên cặp phía sau chợ các bạn. À, hiện tại giờ này là 6:30 thì phía trước chợ Gò Dầu á chưa có người đi. À, những cái sạp rau củ quả người ta chỉ mới dọn ra lai ra thôi. Và ở phía sau này mấy người nhộn nhịp và cái con đường này người ta bán cá nguyên một cái đoạn dòng ra phía trước luôn các bạn. Hầu như chợ Gò Dầu là họ không có tập trung mà họ đi ra phía sau thì những cái con đường á người ta bán gieo theo cái con đường các bạn. À, ở đây là những cái chiếc ghe người ta sống bằng cái nghề sông nước nè quanh năm luôn. À, phía bên kia là cái cây cầu Gò Dầu 1 đó cô chú anh chị các bạn. À, cây cầu Gò Dầu này thì mình đi hướng thẳng qua bên đó thì đi về cửa khẩu Mộc Bài nha. Cả những cái vỏ lưới người ta gọng cá để dành các bạn. Và trên sông Nhầm Cỏ hiện tại thì em thấy không biết có phải là mọi người thả cá hay không nhưng mà em thấy cá ụt rất là nhiều luôn. Đây nè các bạn, một cái chiếc ghe vừa cập bờ ha, người ta đang lên cá nè các bạn. À, anh chị này cũng đặt cửa ngục sao nè các bạn. Mình cũng đặt cửa ngục thôi anh chị. Ô đây cá lóc phiến nè. Quá trời luôn. Trời ơi, đặt có con gì đâu. À. À, quay. Cá lóc kiến thì nhiều quá anh. Có sao không nữa. Chết xỉu rồi chú ơi. Dạ. Còn mà tính toán ra. À, hầu như là mỗi ghe xuồng đều có một cái con chó là cái vật nuôi thú cưng trong gia đình trên ghe luôn các bạn. Ồ, có ếch nữa kìa. Ồ, anh xách nguyên một cái vỏ cá luôn. Cá này cá chốt. Đây là hình ảnh cái anh trai ông đang đánh giải những cái con cá trắng nè các bạn. Đây là những cái con cá sặc cá mè phải không anh? Dạ. Cái cách đánh giải rất là nhanh luôn. Thay vì mình đánh từng con thì mình bỏ vô cái vỏ lưới vậy mình xào vậy nè các bạn. Tạo vậy nó bấy. Dạ. Sạch giải luôn các bạn.
Ồ, sạch sạch bóng luôn. Dạ cô chú anh chị các bạn, đây là cái con đường phía sau chợ Gò Dầu. Hướng này là mình đi khoảng 50 mét nữa sẽ là tới phía sau chợ Gò Dầu các bạn. Rồi mình đi thẳng là ra cửa trước. Còn đi bên đây thì mình đi ngược lại khu chợ cá bán lẻ đây nè các bạn. Ở đây thì có một cái bến thuyền, bến xuồng cạnh bên con sông Dầm Cỏ luôn. Thì những cái ghe lưới, những cái ghe đặt cửa ngục hoặc là xà di các bạn, sáng ngày người ta lên cá ở đây nè. Đó. Rồi lên cá thì mọi người bán sỉ và lẻ ở đây nè các bạn. Sáng ngày ở đây có mấy cô ngồi bán rau dường với lại là cá ở đây rất là nhiều luôn. Đây có cô ngồi bán cà na nè. cà na Thái hay gì vậy cô? Dạ. Rồi. Em lại ghi những hình ảnh mấy cô đang chia sẻ cá nha cô chú anh chị các bạn. Đây rau ốc bu, rau dường không ạ. Đây cô có bán mấy cái bông súng rất là đẹp luôn nè. Chào cô, cho con quay mấy cái bông súng xíu nha cô. Dạ. Bông súng này bông súng cơm á cô, cộng rất là to luôn. Bông rất là đẹp luôn nè các bạn. Màu rất đẹp luôn. Rau này là rau tay tượng nè. Dạ. Chỗ cô chỗ ở đây mình gọi là rau gì cô? Ba khía hả? Ở chỗ con cái này gọi là rau tay tượng. Dạ. Ở Tây Ninh Gò Dầu mình thì gọi là ba khía. Dạ. Con ở dưới Tiền Giang miền Tây á. Dạ, ở chỗ con gọi là rau tay tượng. Hôm nay con biết được một cái tên mới của cái rau tay tượng. Cái này gọi là ba khía các bạn. Tên giống như là một cái con ba khía. Dạ. Đây mấy cô có bán đọt xài nữa nè. Đọt xài mình cũng xong luôn hả cô? Dạ. Cái này là để mình xong đó hả cô? À ăn sống. Nhưng mà rau nó ở dưới mé sông ha. Dạ dạ. Dạ. Thì có nhiều cái loại lá ở đây nè, đúng không? Cái này là phải là lá xài không cô? Dạ. Dạ, rau mặt trăng. Mấy cô bán nha các bạn. Rồi con cảm ơn mấy cô nha. Bên đây thì mấy chị bán cá nè các bạn. Chào chị, cho em quay mấy con cá xíu nè chị. Hết 70 nữa, 70 với... Mấy chị bán cá đồng đây nè các bạn. 330. Con này giống nhiêu? 330. Bên đây gắn nước với gắn trung hả chị? Lấy 30 đi, 330. Có gắn con súng nữa nè các bạn. Nè, 330 với 30 nữa là 360. Mấy con này nó bị ngợp cho nên là nó... Tới, có 6 ngàn rồi. Chim gu hết trơn rồi. Còn rất là tươi các bạn, nó còn rất là mềm luôn. Bên đây chị bán cá thác lát. Còn ếch đây là ếch đồng nữa bạn. Ô con ếch này siêu to luôn nè. To bự, to bự. To bự. Dạ. Ếch ở đây là mình bán nhiêu ký chị? 140. Con ếch to luôn. Em cảm ơn chị nha. Rồi bên đây cũng là ếch cá nữa các bạn. Ếch nữa nè. Đây là cá rô đồng nữa các bạn. Thì 12 kg. Chục tí là 14 kg. 14 16 kg. Lúc nãy ghe của gia đình chị này lên cá rất là nhiều luôn các bạn. Vừa rồi là chị sang cho người ta hết rồi. Ở đây là nguyên một cái thao cá. Nguyên một cái thao cá đủ loại luôn nè. Cô dạ.
Đây mấy cô lại đây mua cá đồng rất là nhiều luôn các bạn. Chị này có con cá lóc đồng. Em chào chị. Chị ơi cho em quay mấy con cá xíu nha chị. Dạ. Ở đây là chị này bán nguyên một cái thao cá lóc kiến luôn các bạn. Bên đây là cá rô phi đủ loại luôn, lớn nhỏ. Cá rô phi đủ loại lớn nhỏ luôn các bạn. Bên đây là nguyên một cái thao cá đồng, cá lóc với là cá trê vàng luôn nè. Đó các bạn. Thì cá rô. Bên đây là chị đang lựa mấy con cá ra nè các bạn. Cá này là để bán thả đó hả? Dạ. Ồ, quá trời luôn. Cá thả là mình bán khoảng bao nhiêu ký hả chị? Em cảm ơn chị nha. Phía sau đây là những cái xuồng các bạn. Đó, xuồng người ta đánh bắt cá, có những gia đình người ta sống ở trên đây luôn. Phía xa kia có một chiếc xuồng đang di chuyển kìa, chiếc ghe. Sáng nay mấy chú ngồi đây uống cà phê. Mấy chú mua bán cá đây ngồi uống cà phê đó. Dạ. Của con là ống kính đó đây chú. Dạ tên là ống kính đó đây. Dạ. Mấy anh mấy chú ghe cá nữa các bạn. Vợ hoặc là những người phụ nữ thì sẽ bán cá ở đây, còn mấy anh thì ngồi đây uống cà phê. Ở đây em thấy chị này có nguyên một cái vỏ gắn luôn nè. Cho em mượn quay mấy con gắn xíu nha chị. Đầy đủ các loại gắn luôn nè các bạn. Vậy là cỡ chừng nào mới lên? Dạ chắc ngày chiều mai chút. Dạ. Ồ con gắn hổ ngựa to luôn nè. Đây là nguyên một vỏ gắn hổ ngựa luôn các bạn. Gắn này chắc mình đặt lợp hả chị? Dạ. Còn bên đây là gắn trung nè. Nguyên một cái tụng cá, tụng gắn luôn các bạn. Hầu như là mọi người đem cá lên đây là người ta bỏ sỉ nhiều hả chị? Dạ. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ đây nữa bạn. Hướng này thì mình sẽ đi chợ, vào con đường chợ cá luôn nha. Bên đây có chị này cũng bán gắn nữa nè. Em chào chị, cho em quay mấy con gắn chứ nha chị. Wow. Dạ nó chạy rồi sao bắt chú? Mấy chú kêu là quay mở gắn ra nó chạy quay mới đã các bạn. Mở ra nó thả nó luôn á chị. Các bạn. Đó, con đây, 250.000. Dạ. Nó ngoài trong nó quay thả luôn rồi. Dạ. Cái này là con gắn gáo. Với lại là con gắn nước hả chị? Ừ. Dạ. Tất cả đều còn sống hết ha. Đúng.
1,5 kg 200 nghìn. À, giá rất là rẻ luôn các bạn. Cái nguyên cái vỏ này là 1,5 kg đó hả chị? Dạ. Sao lên 1,5 kg á? Dạ. Bên đây là cá, cá ngựa nè. Có... Dạ. Mấy con ngắn hay là mình đặt lợp hay là sao chị? À, mình đi soi ban đêm. Dạ. Đây nè các bạn. À, rồi. À, mọi người mua cá rồi nhờ cái anh bán cá anh xuống anh thả luôn nè các bạn. Mấy gỗ cá luôn. À, cá phóng xanh ở đây thì mọi người bán khoảng 50 ngàn một ký các bạn. Mình còn thả nữa không chị? Còn thả nữa hả? Dạ, chị này bán cá phóng xanh rất là nhiều luôn đó các bạn. Đây. Nguyên một cái thao cá luôn. Chị mua hết rổ luôn hả chị? Dạ. Bây giờ thả chị sao chị? Dạ. Hồi sáng giờ là 60 ký hả? Dạ. Đây các bạn. Em nghe mọi người ở đây chia sẻ là những ngày gầm lớn thì những phái đoàn từ khắp nơi như ở Sài Gòn các bạn xuống đây và mua cá và thuê những chiếc ghe lớn đi ra ngoài con sông Dầm Cỏ và người ta thả cá ở đây rất là nhiều luôn. Dạ, 14 á các bạn. Dạ. Dạ. À, cho em mượn cái vỏ chút xíu cái anh. Dạ. Đây nè các bạn, chị này có một cái chị mua vỏ cá này, vỏ gắn này là để thả phóng xanh luôn nè các bạn. Trong đây có con gắn nước, con ếch với lại là một con gắn gắn gáo. Dạ. Dạ. Con rắn mình phải thả ở trong cái gừng cây á thì nó con rắn mình phải thả trong gừng cây á chị. Dạ. Thôi con gắn nó lội các bạn. Kìa kìa nó lên ghe kìa. Dạ không có. Dạ. Chị này không sợ gắn các bạn, chỉ sợ gắn độc thôi phải không chị? Cái đoạn phía sau thì có nhiều người bán các bạn. À, trên đây thì những người bán lẻ trên đây nè. Dạ, đây là cái con đường chợ cá đồng. Khu này là khu chợ bán lẻ các bạn. Phía sau lưng em là cái khu mọi người lên cá cặp con sông Dầm Cỏ Đông lúc nãy mà em chia sẻ chỗ thuyền ghe bà con lên cá đó các bạn. Khu này thì mọi người bán cá đồng nha. Ở đây cô bán cá nè. Cái đoạn này thì hơi vắng chút xíu các bạn, mình đi lên thì sẽ rất là đông luôn. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 45 phút sáng các bạn. Em chia sẻ những hình ảnh về nhịp sống của bà con dùng sông nước.
chị bán gì chị? À, chị bán số với số đâu? Dạ hết rồi anh. Ủa mới sáng mình bán hết gì chị? Dạ, em định mua ủng hộ hết rồi hả? Hết. Mới có 7:45 hết rồi. Dạ. Một ngày chị bán bao nhiêu tờ? Có 200 tờ. Dạ. Đây là con chị hả? Cháu. Cháu. Ồ, anh đi lên YouTube thôi. Dạ, em đi quay cảnh chợ. Dạ. Chị có gia đình chưa? Dạ, có rồi. Dạ, rồi được mấy đứa con rồi chị? À, có đứa gái học lớp 5. Dạ. Rồi, chân chị là bị tật từ nhỏ hả? Dạ. Rồi chị bán giấy số, anh cũng bán giấy số luôn hả? Dạ, không có đi làm mà. Dạ. Rồi chị đi làm gì rồi con để nhà ai chăm? À, bà ngoại cái chở đi học. À. Dạ. Rồi một ngày lúc nãy chị nói ngày bán nhiêu tờ em quên rồi. Dạ có 200 nè. Dạ. Rồi để em có chút tiền em lì xì cho chị nha. Dạ. Dạ. À, đây là số tiền của cô Út ở Mỹ. À, em thay mặt của Út gửi tặng cho chị nha. Dạ, vậy em cảm ơn chị Út giúp em cũng cảm ơn anh. Dạ, chị tên gì? Tên Tâm. Chị Tâm. Dạ. Nhà chị ở đây luôn hả chị? Dạ, nhà em sau lớp bệnh viện. Dạ. Rồi, em chúc chị một ngày mới vui vẻ nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Hy vọng là chút ít tiền này mang lại niềm vui cũng như là một phần nào đó cho mình có một cái may mắn trong ngày hôm nay. Dạ, dạ. Dạ dạ, em chào chị nha. Dạ. Này anh này bán cá. Cá đó, trời ơi, bán bò. Dạ. Cô đi bán bánh bò. Dạ. Anh này chọc cô á. Anh nó chọc cô á. Dạ. Cảm ơn cô nha, chào cô nha. Con đi quay cảnh chợ. Anh này báo dịch vô các bạn. Bán này là cá đồng ha anh? Cá đồng ạ. Dạ. Cá đồng không cho được. Mấy con cá lóc này nó gọn gọn không ha? Ờ gọn luôn à. Dạ. Đúng rồi, à. Cá này lúc nãy là anh đếm đằng kia hả? Không có, đi ghe lấy lên. À, ghe nhà mình luôn ha anh? Sang của ta. Dạ. Thì dưới ghe là thầu ghe người ta đem lên. Dạ, thì mình đếm ở dưới ghe đó đó. Lấy túi ghe đó. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Dạ. Hỏi bà bánh bò ở đâu rồi có. Cô bán bánh bò với bán sâm. Dạ, bánh bò. Em cảm ơn cô nha. Ở đây chị có bán mấy con ba ba nữa các bạn. Em chào chị. Chị ơi. Chị. Chị cho em quay mấy con ba ba xíu nha chị. Dạ. Dạ. Mấy con chị bán mấy con ba ba nè các bạn. Ba ba này chắc mình bán cho phóng sanh nè chị. Phóng sanh cũng có ăn, cũng có ăn. Dạ. Đó, mấy con ba ba vậy luôn các bạn. Con rùa mình dám bắt nha, con ba ba mình không bắt không khéo là nó cắn á. Đây là cá trê. Cá trê này, cá trê là bán phóng sanh nha. Bên đây là lươn. Lươn này lươn nuôi các bạn. Này cá lóc cá trê nè. Mấy chị đang lựa tôm. Tôm này tôm xong luôn hả chị? Tôm xong anh. Đừng lấy con này. Chê con này, con này. Mê đó, mê không càng. Yếu lắm. Ồ, chờ gò dầu rồi, tôm to to không các bạn? Nè, tôm cho tâm tám đi. Tôm này là mình bán tâm 80 ngàn một ký hả chị? Dạ, tâm 8. Dạ. Tôm còn sống không ạ? Tôm lộn không có sống, tôm lộn mới sống nè. Dạ. Tôm lộn mà mình bắt lên là nó chết luôn hả chị? Ừ, chết luôn. Dạ. Cho em mượn con tôm to nè. Ồ, con tôm rất là to luôn nè các bạn. Càng rất là to luôn. Rồi, em cảm ơn nha. Rồi, có gì.
bên đây cá tai tượng. Dạ, YouTube của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây ạ? Dạ. Dạ. Đây mấy cô bán gao. À, đây cô bán mướp. Để tới mướp này là mướp gì cô? À, mướp khía. Ở dưới mình cũng có nữa các bạn, nhưng mà lâu gặp cái mình quên. Ở dưới con cũng có nữa mà lâu gặp cái con quên. Chào cô, cho con quay mấy con cá chứ nha cô. Dạ. Cá lăng nữa các bạn. Toàn cá đồng không à. Đây có mấy con cá lồng rồng nữa nè. Tôm, tôm xong không luôn. Tôm đây nè. Tôm này tôm lộc các bạn. Tôm lộc. Dạ. Tôm lộc này mình đặt lộc hay là sao á chị? Kia là mấy con tôm lứa các bạn. Thì chứng tỏ là sông Vàm Cỏ mình còn rất là nhiều cá tôm. Quay cái máy quay đã luôn. Dạ. Cá lăng các bạn. Rồi em cảm ơn nha. Bên đây cô này cũng có bán cá nè. Cá đồng. Quá trời cá luôn. Chào chị, cho em quay mấy con cá chứ chị. Ở đây chị bán nguyên một thao cá lồng rồng luôn nè các bạn. Bên đây cá lăng còn sống luôn nè. Cá lăng này mình ở dưới sông luôn hả chị? À, nó đi theo bầy ha, nguyên cá đều đều không à. À, cái lần cái này là mình bán nhiêu ký chị? Cái lần có 130. Chị coi YouTube hả? Dạ. Có kênh nào vậy chị coi coi. Kênh của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây vậy? Dạ. Chị bán tôm to luôn nè. Tôm cái cạn nó dài nhằn luôn nè. Vậy tôm chạy. Cá nữa các bạn. Tôm còn sống rồi chạy. Bên đây là cá he nè. Rồi em cảm ơn nha. Chúc chị mua mai bán đắt nha. Khu bên kia là sẽ nhộn nhịp hơn các bạn. Khúc trên là mọi người bán rau củ rồi bánh. Đây chị này bán nguyên một cái thao tôm luôn nè. Cho em quay tôm chứ nha chị. Dạ em quay tôm mà không quay người ha. Dạ. Tôm này của nhà mình luôn ha chị. Dạ. Ồ nguyên một gỗ tôm luôn. Sông Vàm Cỏ mình cho nhiều tôm cá quá chị. Dạ em quay dưới đây nè. Rồi em cảm ơn chị nha. Đây cá phóng sinh các bạn. Đủ loại luôn. Bên đây là tôm. Trong quay tôm cá xíu nha chị. Nguyên cái quầy tôm càng xanh nè. Bên đây là tôm biển. Tôm thẻ. Em cảm ơn nha. Trên này nguyên một cái mâm cua luôn các bạn. Cua mực. Tôm. Tôm này to to không bạn? Tôm to không ạ? Con này mà ăn con bự hay con nhỏ?
Bên đây thì bán đồ cua ghẹ các bạn. À, hiện tại là nắng lên thì mọi người dương dù lên rồi. Các bạn. Đây mấy cô bán bên đây khu này thì mọi người bán cá nuôi nhiều các bạn. Bên đây chú này chú lựa tôm nè. Con quay tôm xíu nha chú. Tôm thẻ các bạn. Đang phân loại ra chú. Lớn nhỏ dạ. Tôm càng. Đây là tôm càng xanh. Tôm càng này là cũng dưới sông luôn chú. Tôm mực rất là tươi luôn. Cảm ơn nha chú. Cá đó nè. Cá đồng lên đây mấy chị bán. Mấy chị lên đây sang ở dưới mình lên đây mình bán cá đồng trên đây nè các bạn. Bên đây thì mấy cô bán rau. Hiện tại thì có một chiếc xe tải đi qua cho nên là đường hơi đông chút xíu. Đây mấy cô bán rau đó các bạn. Đi tới đây thì có một cái con đường các bạn. Cái con đường này là mình sẽ đâm về cái Nha Lòng chợ Gò Dầu nha. Con đường rẽ bên tay trái á. Thì con đường này mọi người bán cũng rất là nhiều bánh trái luôn. Giống như là cái con chợ Gò Dầu người ta bán chia ra nhiều nhánh chứ không có tập trung các bạn. Đây có cô bán hẹ nước nữa nè. Chị ơi, cái hẹ nước này là mình lấy ở đâu á chị? Dạ. Ở ruộng đây luôn ha. Em tưởng đâu mình lấy ở miệt Long An. Dạ. Hẹ này hẹ rất là non luôn nè. Dạ. Hẹ nó ngắn nó non lắm các bạn. Hẹ ngắn thì nhìn nó rất là non luôn. Em cảm ơn chị nha. Bên đây có cô bán ngó sen. Xem nhà luôn hả cô? Dạ. Sen này sen ngồi giết không nè các bạn. Con cảm ơn cô nha. Bên đây em thấy có cái cô bán chè. Mấy cô bán chè. Con chào mấy cô. Cái này là món gì vậy cô? Bánh bột bán. Bánh bột bán. Cho mấy bên nhà đây. Dạ. Bánh bột bán đây, viên bự. Đó. Dạ. Con quay là con đem gì về đâu hả? Dạ con quay lên YouTube. Lên YouTube hả? Dạ. YouTube là rồi ta mua nãy ông con bán. Dạ. YouTube là bên như Thương Nhật Minh rồi dạ. Đây như là Thương Nhật đó hả? Dạ. Rồi, quay đi. Dạ. Cái này là trong nước. Dạ. Cô bán đây lâu chưa cô? Cô bán này cũng khoảng 2 năm 3 năm. Giờ tán hồi còn thiếu mà giờ tóc bạc rồi. Dạ. Đây là cô vô bạch đây phải không? Cái đây là chè đậu, cái đó là mắm ruốc xào. Cái này là chè đậu. Chè đậu trắng. Dạ. Nấu với nước dừa, cá, mắm ruốc xào thịt ba rọi. Đây là mắm ruốc xào thịt ba rọi. Mắm ruốc xào với thịt ba rọi cho dạ. Các chị có ăn thì các chị về các chị xào ăn chứ các chị cũng không có bán đây được. Dạ. Này cô bán keo về là nhiêu vậy cô? Keo về 30 ăn ngon lắm. Dạ. Này là xào thịt bằm rồi còn thịt ba rọi nữa. Dạ.
cô đây bán rất là lâu rồi các bạn. Cô bán này có 40 năm chứ. Dạ. Con mua ủng hộ hai con mỗi con bịch chè đi. Dạ. Thôi nghỉ mua đi, quay về được rồi, mua rồi rửa con sách cho quậy, cái này nó mau thiêu vấn. Tại cái loại này là khoảng 12 giờ là nó đã thiêu rồi. Dạ. Con mua, con không ăn, ăn con mua, con mua sôi nước đi. Ờ, chứ dạ. Cái đó là gì cô bán. Cái này là mau thiêu phải không con? Ờ, tại vì nó vừa không. À, cô biết mình sắp đi đi lâu các bạn, cho nên là... lâu lắm rồi, mua một bịch đi, ăn thử dạ. Đi. Rồi, một bịch chè đi con. Rồi, đây 20. À, hai cô bán chung luôn hả? Ờ. Dạ. Cô chị của em. Em theo sắp tiền cho chiếu luôn. Rồi mai mốt qua tên của con tên gì vậy? À, kênh của con là ống kính đó đây cô. Ống kính đó đây. Dạ. Thôi. Tháo tháo. Mai mốt tao coi, nhà tao coi rút không à. Dạ, hai cô là hai chị em luôn. À, Thương Nhật Minh nhà coi của mấy người kia nữa. Dạ. Mai mốt cô coi ống kính ở đây nhiều nhiều nha. À, coi ủng hộ quá. Dạ, cảm ơn mấy cô nha. À, coi ống kính ở đây. Dạ. Con gạo rồi con mưa lên đây chơi nha. Dạ. Lên dắt mấy cô đi du lịch. Dạ. Chúc con bằng ngâm mắt ai. Dạ. Bằng cái ý nguyện luôn. Dạ, dạ. Dạ, bên kia bán xương xăm, xương sáo các bạn. Bên đây là bắn bắn khô nè. Đó. Đây xương xương sa xương sáo. Dạ. Đủ thứ mại vô hết chị. Dạ. Rất là ngon luôn các bạn. Cái này mình ăn với đá hả chị? Vậy bỏ tủ lạnh đổ đường vô ăn này. Dạ. Rau câu thấy đi đủ thứ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Đây chị bán bánh, cô bán bánh tráng. Dạ. Bánh tráng này em tráng qua dầu hả cô? Hay là của Trảng Bàng? Dạ, tráng Tây Ninh. Ngày nào cô cũng bán đây hả? Dạ. Ở bánh tráng này để cuốn hả cô? Đủ màu luôn. Cái này là để bánh tráng trộn phải không cô? Trộn sẵn vậy đó cho mình ăn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Đây mấy cô bán rau đây nè các bạn. Em đi cái nhánh bên đây thì chút xíu em sẽ đi ngược trở lại. Tại vì em thấy ở đây là mọi người bán những cái gánh hàng rong nhìn rất là dễ thương luôn. Đây có cô chú bán xôi vậy nè. Dạ, chào cô. Mình bán xôi thì vậy cô? Bánh bèo đi. Dạ. Bánh bèo vậy là một hộp vậy bao nhiêu cô chú? 10.000 một hộp. Dạ. Cô chú này bán chắc là lâu hả cô chú? Lâu rồi. Dạ. Thì chú lấy cho con một hộp đi. Thì ăn với đậu xanh hả chú? Dạ. Dạ, dạ. Dạ, vô. Đó. Dạ. Mình bán là mấy chục năm rồi cô chú? 26 năm rồi. Dạ. Dễ thương luôn các bạn. Bánh bèo. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Bán xong cái mình có cái gánh, mình gánh đi về hả chú? Rồi, con cảm ơn. Bên đây chị bán bông. Bông rất là đẹp luôn các bạn. Ở đây em thấy có cô bán cái bánh gì nè. Chị bánh này là bánh gì hả chị? Dạ. Anh bán hả anh? Dạ. Gọi là bánh gì anh? Bánh gói. Bánh gói. À, cái này là trong đây là như thế nào á mình? Đó nhưng gạo với nhân đậu xanh. Dạ. Gạo và nhân đậu xanh. Dạ. Cái này là mình bán sao anh? 5.000 đồng.
5.000 cái, à, lấy cho em 4 cái. 4 cái 20 phải không? À, mình ăn với nước cốt dừa ha. Rồi thì 4 ngàn. Dạ. Bánh này ở đi chợ Gò Dầu mới gặp luôn á. Đúng rồi. Ở đây có một chỗ ra bán. À. Hình như cái cô ngồi bán đúng không? Cái cô bán, bà đi bán dạo rồi. Dạ. Đây các bạn. Bánh gọi là bánh bánh gì em quên rồi anh? Bánh xếp. Dạ. Rất là lạ luôn các bạn. Đi xuống đây thì hơi vắng chút xíu rồi. Khu vực kia mấy là đông. Em sẽ đi trở lại cô chú anh chị các bạn. Dạ các bạn, ở đây em thấy có anh chị chiên bánh tiêu nè. Bánh tiêu với lại bánh chuối. À, chị đang chiên nè các bạn. Một cái bánh tiêu này nó chắc trong vòng 1 phút là nó chín hả chị? Dạ. Đó, bánh quá trời luôn. Bánh tiêu dầu cháo quẩy. Bên đây là giống như cái bánh bằng tay đó ha. Dạ. Bánh chuối này là mình bán nhiêu cái chị? À, lấy cho em 3 cái đi. Hấp dẫn quá các bạn. Rồi, em cảm ơn nha. À, chúc anh chị mua mai bán đắt nha. Dạ đây nè các bạn, chỗ em đang đứng là khu này là cái con đường phía trước là mình đi xuống dưới cái bến ghe xuồng. Lúc nào em đi quay cá mọi người bán sỉ và thả cá phóng sanh phía dưới các bạn. Còn cái nhánh bên đây là nhánh lúc đầu em đi lên em rẽ trái, rồi bây giờ mình rẽ phải đi con đường này nha. Xem ở đây người dân ở đây buôn bán như thế nào. Này bán mắm nè các bạn, quá trời mắm luôn, mắm cá linh. Chị bán mắm mới khô luôn hả chị? Bên kia có cô bán cana. Khu vực này khá là đông luôn các bạn. Hôm nay là chưa tới ngày gặp 14-15 nhưng mà mọi người cũng thả cá phóng sinh cũng la rai, phải nói là khá là nhiều luôn. Ở đây người ta bán đồ ăn sẵn mang về các bạn. Đây cũng có cô bán bánh nè. Cô bán bánh nè cô. Dạ. Cô bán bánh tiêu. Bánh này gọi là bánh gì cô? Bánh hoa dạt. Dạ. Dạ, xôi này là xôi dị. Đây là bánh da lợn các bạn. Còn cái này là bánh bò của người Hoa phải không con? Dạ. Dạ. Bánh bò thì cô bán nhiêu bọc vậy? Dạ. Dạ. Con lấy một bịch bánh bò đi con. Cái này ở nhà cô làm luôn hả? Dạ. À.
bánh bò thì mình lấy của người qua, còn cái này thì cái nào làm được thì cô làm. Dạ, mấy cái này là bánh này cô nhà làm, bánh bò các bạn. Đây là dầu chó quẩy nè. Rồi con cảm ơn cô nha. Bên đây là chị bán trà là nè các bạn. Đó. Ở đây bán trái cây đầy đủ luôn, mỗi một gỗ là mỗi một loại trái cây. Chợ Gò Dầu hôm nay em thấy khá là đông luôn các bạn. Bên đây cũng có một cái con đường, mọi người cũng bán đồ đây rất là nhiều luôn nè. À, không biết bên đây bán những gì các bạn. Bên đây cũng có cá, có cua đồng, rau củ. Khu đi xuống tới dưới thì cũng là bán rau củ với lại là quần áo các bạn. Đằng đây có mấy cô bán ngồi chậm hẩm ở đây nè, che dù. À, em đi trở lại cái con đường đi thẳng qua bên hông của chợ Gò Dầu nha cô chú anh chị các bạn. Chợ này rất là lớn luôn, rất là nhộn nhịp. Hầu như là chợ này là một trong những cái chợ mà cũng gần cửa khẩu biên giới các bạn. Cho nên là có rất là nhiều những người dân tộc anh em Campuchia, người ta qua đây để mà mua bán các bạn. Đây có mấy cái quầy ăn sáng nè, người ta bán nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn các bạn. Đây thì có những cái, mấy cái quầy thịt heo. Bên đây thì mấy cô bán đồ hải sản nè, rồi bán bún, có chả cá nữa. Đây có cô bán mắm. Đây là cái khu nhà lồng chính của chợ Gò Dầu nè các bạn. Mình đi chợ Gò Dầu á thì nó không giống như những chợ khác các bạn. Phía trước là một cái cổng và mình đi một đoạn cũng khoảng 100m, hơn 100m thì vô đây mình mới thấy cái khu nhà lồng nè. Đây là cái khu nhà lồng. Đây có cái quán nước, sáng mấy cô ngồi đây uống nước. Dạ không. Đây cũng có mấy cái quầy bán bánh nè, đầy đủ các loại bánh luôn các bạn. Hầu như những con chợ thì em thấy bánh hầu như là ở đâu cũng giống nhau á. Hôm nay thì em mua được một cái bánh, đó là bánh bánh xếp. Thì tất cả những cái chợ ở miền Tây hầu như em chưa có thấy. Thì thấy ở đây có bán bánh xếp các bạn. Đây cũng có một cái quầy bánh nè. Cô, con chào cô. Cho con hỏi này là bánh gì hả cô? Bánh bột đá
cái này mình để nấu chè ha. Đúng rồi. Ở xa con nhìn tưởng nó bánh bánh tằm mì. Dạ. Cho con xin phép quay phim xíu nha cô. Đây nè các bạn. Nè, dạ con quay trên YouTube á con. Dạ. À, em thấy kia có bà cụ bán vé số. Cô ơi. Cô. À bà ơi, bà bán số rồi bà. Dạ. À, bà vô đây con cũng mua ủng hộ bà. Bà vô đây này, bà vô đây đi con mua ủng hộ bà. Một ngày bà bán bao nhiêu tờ vậy bà? 80 vé. Dạ. Một ngày bán sao bà bán ít vậy bà? Đâu bán nhiều đi đâu, nậu đi không hết nữa. Dạ, một ngày bà bán có 80 vé. 80 vé là được 80.000. Dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 90. 90 tuổi. Ồ, bà 90 tuổi luôn hả cô? Nhìn bà rất là khỏe luôn nè các bạn. Nhưng mà cũng phải có phụ cái cây gậy. Gãy giò. À, bà bị gãy giò. Xe đụng hồi đó gãy. Xe đụng. À, là bà đi bán vé số bị xe đụng. Dạ. Rồi bà sống với ai vậy bà? Sống với thằng con trai 40 tuổi mà giờ cũng bị tai nạn lật xịt ở nhà mất trí luôn. À là anh là nó 40 tuổi rồi. À, anh có gia đình gì không bà? Không, ai thèm vụ đó. Dạ, là anh bị tai nạn rồi bị mất trí luôn. Rồi là ở nhà là bà phải chăm sóc nữa. Dạ. Sáng tôi đi bắt nồi cơm để nhà cho nó chứ đâu. Dạ. Sáng đi tôi bắt nồi cơm để làm. Dạ. Chứ nó không biết bắt là tôi ở. Dạ dạ. Bà ơi, con có số tiền 200.000 nè. À, số tiền này là của cô Út ở Mỹ á. À, con thay cô Út gửi tặng cho bà nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, chứ con không lấy vé số. Dạ, bà cất tiền đi. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Nhà bà gần đây không? Xa lắm, mấy cái số đường vô thứ tư rồi. Dạ. Dạ, một ngày bán có 80.000 rồi sao đủ sống bà? Nhiều sống nhiều nhau nhín nhín đó. Dạ. Ngay gạo rồi nhà hảo tâm phải có cho. Dạ. Thì mọi người cũng có cho gạo cái bà bán với số mua đồ ăn nha. Dạ. Thì hôm nay bà mua đồ ăn nhiều một chút nha bà. Thôi con chào bà nha. Dạ dạ. À chú không mua vé. Các bạn, đây là cái quầy bánh của mấy cô nè. À bên đây cô cũng có bọc sắt nữa nè. À bên đây cũng có đa số khu này là những cái đòn chả giò nè các bạn. À, đây là cái con đường đi ra cổng chợ Gò Dầu nè các bạn. À, như em nói thì nó không giống như những cái chợ khác nha. À, phía trước là một cái cổng ghi cái biển hiệu là chợ Gò Dầu. Và mình đi bộ vô rất là xa luôn. Giống như là một cái cổng thành vậy đó các bạn. Khu này thì đường khá là rộng, thì mọi người bán hai bên nè. Khu này hầu như là rất là ít người đi chợ các bạn. À, mọi người đi cái đoạn đường phía sau lúc nãy mà em đi. Bên này có nhiều cái quầy mắm nè. Mắm khô. Bên đây cái quầy mắm này cũng lớn nè. Cá rất là nhiều luôn các bạn. Đây có cái xe đẩy cô bán nước. À, khi mà mình đi chợ miền Đông các bạn, cũng như là chợ Tây Ninh nè, thì ở đây người ta bán nhiều cái trái trà là lắm. Hầu như những cái trái trà là đó là người dân ở đây mình nhập từ ở bên Campuchia về các bạn. Đây mấy cô bán đậu phộng, bán bánh. Ừ,
đây có cô bán cà ri gà nè. Hầu như là những cái quầy trái cây đều có trà là hết các bạn. Đây mọi người buôn bán ở đây. Phía đầu cổng thì nhìn thấy những cái quầy trang trí đây rất là bắt mắt và rất là đẹp luôn các bạn. Đây là biển hiệu cái cổng, đây là cái cổng chợ Gò Dầu nè cô chú anh chị các bạn. Cái đầu anh này bán hải sản, bán cua. Dạ. Dạ. Sáng giờ bán đảo không anh? Dạ. Bán hải sản quá trời luôn ha. Bên đây của anh luôn hả? Dạ. Em cảm ơn anh nha. Mấy quầy trái cây nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Cherry nè, rồi táo tàu. Bên đây là ốc. Con này gọi là ốc lát ha anh. Ốc lát các bạn. Đi tới đây mình thấy cái biển hiệu chợ Gò Dầu ở đây nè các bạn. Đó. Giống như là một cái cổng mình vào cái cổng thành đó. Trước cổng đây thì những cái quầy bán bông với lại là trái cây rất là nhiều luôn. Đây quầy trái cây bán quá trời luôn. Mấy cái trái trà là này là mình lấy ở bên Cam về phải không anh? Dạ. Quầy trái cây đúng không ạ? Đây, đây là cổng Gò Dầu. Đây là cái cổng chợ Gò Dầu. Chợ Gò Dầu thì nằm đối diện cái con đường quốc lộ 22B các bạn. Mình đi ra phía đây ha. Mình rẽ trái, rẽ bên trái bên đây nè các bạn. Thì hướng này là về thành phố Tây Ninh hoặc là núi Bà Đen. Còn mình đi ra bên đây, ra cái con đường này mình rẽ phải qua đây nữa các bạn. Đây có một cái dòng xoay nha. Mình rẽ qua hướng bên đó thì mình đi về Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Mình đi rẽ qua nhánh bên đây, là nhánh bên đây là mình sẽ qua cái cầu, qua cầu Gò Dầu 1 hay còn gọi là cầu Xó Nợ đó các bạn. Đi về cửa khẩu Mộc Bài khoảng 10 km nữa. Đây là có một cái biển hiệu để cái thông số chỉ dẫn đường đi nè các bạn. Bên kia thì một cái tòa nhà rất là lớn luôn. Đây là một cái showroom bán xe ô tô thương hiệu của Pháp. Em thấy đây có cô bán bắp nè. Con bắp nếp. Xin chào cô. Cho con quay cô bán bắp xíu nha. Dạ. Cái này là bắp nếp hả cô? Bắp nếp. Dạ. Bắp này là ở Tây Ninh mình trồng luôn hả cô? Thành phố Tây Ninh. Tây Ninh cũng có đâu, là Tây Ninh Lai không có bắp. Dạ, nhìn rất là ngon luôn quá. Cái này là mình lấy ở chợ chợ Hóc Môn của Sài Gòn phải không cô? Hóc Môn. Dạ. Vậy là chợ Hóc Môn là cái chợ đầu mối mà người ta nhập bắp từ khắp nơi về các bạn. Miền Tây đúng chưa? Dạ, vậy là bắp này của miền Tây. Miền Tây Đồng Tháp rồi á. Dạ. Cô bán ngay cái vùng binh nữa các bạn, nên là rất là dễ thuận tiện luôn. Đây là cái gỗ bắp còn nóng hổi luôn nè. Nóng hổi vừa thổi vàng. Này mới nấu ra. Dạ. Mình bỏ vô cái bọc vậy là nó giữ nóng lâu không cô? Nóng lâu lắm. Dạ. Tới chiều luôn á. Tới chiều luôn. Độ nóng rồi, tại bọc đến chín hay. Dạ.
hay quá ha con. Rồi con cảm ơn con nha. Dạ thì ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn cùng em đi khám phá ngôi chợ Gò Dầu của huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh các bạn. Chợ Gò Dầu thì nằm ngay thị trấn Gò Dầu luôn. Ngày hôm nay thì em có sử dụng số tiền là 400.000 của cô Út ở Mỹ để gửi tặng cho một bà cụ 90 tuổi bán vé số và một chị gái bán vé số bị tật đôi chân ngồi trên xe lăn cô chú anh chị các bạn. Bây giờ thì em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.